Hello, xin chào. Ở trong bài này mình sẽ đi hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm về câu hỏi đuôi tag question. Ở đây clip này sẽ rất là ngắn và đơn giản thôi. Mình có hai câu trắc nghiệm. Câu số 1 và câu số 2. Chúng ta sẽ lần lượt đi chữa nhé. Câu số 1. Nội dung của câu này là I am a student. Phải chấm 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 hỏi chấm. Thì đây chính là hình thức của câu hỏi đuôi. Nếu các bạn không nhớ thì mình sẽ hướng dẫn lại nha. Câu hỏi đuôi chúng ta sẽ có một mệnh đề chính là chủ ngữ, động từ, cộng các thành phần khác. Sau đó đến một dấu phẩy. Và ở câu hỏi đuôi này, chúng ta sẽ phải chuyển cái chủ ngữ này ra sau cùng. Thêm dấu hỏi chấm. Còn cái động từ này chúng ta sẽ đọc trước nó. Như vậy mình tạm gọi đây là virus phẩy và chủ ngữ phẩy. Vậy, đây là cấu trúc cơ bản của một câu hỏi đuôi. Do đó, ở cái bài số 1 này, các bạn sẽ để ý cho mình nha. Chủ ngữ chính là I. Em chính là động từ, đây là động từ to be. Thế thì, theo như nguyên tắc ở trên, khi chúng ta chuyển chủ ngữ là I ta phía sau này thì chúng ta sẽ được I ở đây Thế còn từ em chúng ta chuyển ra sau này thì chúng ta sẽ để từ nào? Thì lúc này chúng ta nhìn vào các đáp án là A, B, C. Tất cả đều có I. Vậy chúng ta chưa loại được đáp án nào? Tiếp theo, các bạn hãy để ý cho mình nhé. Nếu như một cái từ mà là ở động từ của mệnh đề chính này, nếu nó là khẳng định, thì suy ra cái động từ, cái phần câu hỏi đuôi này nó phải là phủ định và ngược lại, nếu đây là phủ định thì đây phải là khẳng định. Như vậy, dựa trên cái lý thuyết này, bạn sẽ thấy là gì? Động từ em của chúng ta đây là khẳng định. Như vậy phía sau nó phải là một cái gì đó nó phủ định. Như vậy, nhìn vào các đáp án này, chúng ta sẽ thấy là gì? B, em này là khẳng định. Như vậy, đáp án B sai. Tiếp theo, cuối cùng chỉ còn lại là A và C. Đến đây, nhiều bạn sẽ chọn đáp án C bởi vì chúng ta nghĩ rằng từ am chúng ta sẽ đảo ra phía sau này và thêm từ not. Nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Các bạn phải nhớ cho mình một cái kiến thức như sau. Nếu ở trong câu của chúng ta là sử dụng I am chấm 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 thì phía sau này nó phải là aren't I chứ không phải là am I. Cho nên đó là lý do vì sao câu C này là sai như vậy đối với câu 1 này đáp án chúng ta phải chọn là a ở trong câu số 2 nội dung của chúng ta cũng tương tự câu số 1 đó chính là I am not a student phẩy chấm 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 hỏi chấm như vậy áp dụng theo nguyên tắc ở phía trên bạn sẽ thấy là gì chủ ngữ của chúng ta vẫn tiếp tục là I am not đây sẽ là động từ ở dạng là phủ định. Như vậy ở dưới nó phải là một câu khẳng định. Do đó, đáp án A chúng ta có phủ định ở đây sẽ là sai. Bây giờ chỉ còn lại là B hoặc C. Lúc này, nếu bạn nhìn sang câu số 1, bạn sẽ ngay lập tức suy luận ra là gì? Ồ, oh, ở bên này là A ah, nó no. thì bên này chắc chắn phải là R. Vì thế, bạn sẽ chọn C. Nhưng thực tế lại là sai C không đúng Bạn hãy để ý cho mình nha Nếu như là I am tức là khẳng định Thì phía sau nó là aren't Nhưng nếu ở phía trước nó là phủ định I am not chấm 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 phải Thì ở phía sau của nó lại là Am I Đó Đây chính là cái sự mưu mô và xảo quyệt của ngữ pháp Cho nên đáp án chúng ta phải chọn là B M I Tóm lại Sau một hồi Cái câu số 1 của chúng ta sẽ phải viết là A, I Và cái câu số 2 của chúng ta phải viết là M I Ok Như vậy trên đây mình đã chia sẻ rất nhanh Cho bạn về kiến thức ngữ pháp của câu hỏi đuôi Cũng như cái cách chúng ta diễn giải một bài tập Đồng thời trong bài tập này chúng ta đã tìm hiểu về cái cụm mệnh đề chính nếu sử dụng I am do đó bạn hãy ghi chép phần kiến thức này và hãy luôn luôn nhớ nó để áp dụng nó vào các bài tập ngữ pháp khác OK xin cảm ơn tất cả các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của mình Thank you